lại hiện trường cho bà con mình. Đây cửa nhà thì người vợ mới đi vô ha. Thì quý vị mình để ý tên ăn trộm ha. Đây là camera trong nhà đã quay lại bà con. Thì bà con mình chú ý cái cảnh này ha, cảnh tượng này ha, có người ăn trộm như thế nào bà con. Hay của anh này là chiếc xe này mà anh mở khóa rất là gọn gàng nha, đi ra như là xe nhà vậy thôi bà con. Đó, đó. Giờ nè, đó. Anh đập chìa khóa vậy đó, đi ra như xe nhà ha. Lên xe dọc ở đây, đúng không? Đó, đúng không? Đây là bỏ tay luôn trong cơm bà con. Bà con mình cẩn thận nha bà con ơi. Rồi, vậy thôi bà con ơi.